Tắm đi con. Không tắm. Để gì nhảy với gì nhảy với con nha. Dì quay xong dì nhảy với con. Hello. Quên như nó là kính lặng thôi. Kính lặng. Có mát không hay là nóng? Mát luôn. Hơi nắng một chút. Hơi nắng thôi. Hơi nắng hả? Hơi nắng có cần đi lấy mũ không mày, lấy cho nó. Ơi. Nước này là mát hơn nước ở chỗ con rồi. À. Ruby không tắm, Ruby thích nhảy thôi. Biển này cả nhà đẹp không? Khách sạn ở chỗ bé Quỳnh đang ở Đà Nẵng. Đằng trước là biển, trước mặt là biển. Và trên sân thượng đang có mấy đứa nhỏ đang bơi.